xin chào các bạn nhé hôm nay mình lại có thời gian mình đưa các bạn ra thăm cánh đồng của nông dân áo nhá năm nay ấy thì họ vẫn trồng các cái loại cây lương thực như mọi năm thôi các bạn ạ đây đây là cái ruộng mà người ta trồng lúa mì này các bạn này cái ruộng này thì năm trước là người ta trồng cái bí steria cái giống bí để người ta ép lấy dầu ấy. Ở dân ở đây ấy thì gần như là họ áp dụng cái biện pháp luân canh cây trồng 100% đấy các bạn ạ. Ví dụ như ở cái ruộng này này, năm trước ấy thì là họ trồng cây lúa mì lúa mạch nhá. Năm nay thì họ trồng cái củ cải đường nhé các bạn ạ. Còn đây cái ruộng ở bên tay trái của mình đây ấy, thì năm trước ấy người ta trồng củ cải đường nhá. Thì năm nay người ta trồng ngô ấy các bạn ạ dân ấy sở dĩ họ áp dụng các cái biện pháp luân canh cây trồng ấy là để họ làm giảm các cái loài sâu bệnh hại cây trồng và người ta cũng nâng cao cái biện pháp uh, sử dụng đất nó hiệu quả hơn ý các bạn ạ uh, vì các cái loại cây trồng khác nhau ấy thì nó có các cái uh, loại sâu bệnh hại khác nhau và nó có cái nhu cầu dinh dưỡng khác nhau ấy thì nó hút các cái dinh dưỡng ở trong đất ấy, thì nó sẽ sử dụng các cái loại dinh dưỡng khác nhau ấy, thì nó không làm cạn kiệt cái dinh dưỡng trong đất đây này còn cái thửa ruộng này ấy, thì năm trước người ta cũng để cỏ như này và họ không có trồng trọt gì cứ cỏ tốt thì họ lại cắt lên cắt đi thôi năm nay họ cũng vẫn để cỏ có khi là những cái ruộng này họ để cỏ vài năm ấy. sau đấy thì họ mới canh tác gì thì canh tác á ở đây có một cái ruộng lúa mạch này cái ruộng lúa này nó đã sắp chín rồi này các bạn này ruộng này như này chị tầm độ cuối tháng 6 rồi đầu tháng 7 này là thu hoạch được thôi. Trông lúa như này trông khá là năng suất đấy. Đây còn đây là cái ruộng ngô đây này. Đây các bạn xem này, ngô lên xanh mướt nhá, rất là đẹp này Cái ruộng này thì chắc giờ trồng khoảng giữa tháng 5 này. Bây giờ được độ khoảng tháng hơn tháng tí rồi. Mật độ trồng khá là cao ấy, nhìn này thì trồng hàng cách hàng độ khoảng 60 còn cây cách cây khoảng độ 15 thôi này mật độ phải 8 vạn uh, cây trên một hecta trồng này năng suất nó cao lắm các bạn ạ nếu mà lấy hạt đấy thì nó uh, phải rơi vào 10 11 tấn trên một hecta đấy còn lấy sinh khối ấy, thì nó phải uh, được uh, trung bình phải được 70 tấn đây này các bạn này còn đây là cái uh, ruộng củ cải đường đây uh, ở khu vực này ấy, nó là nơi đặt một trong hai cái nhà máy ấy, đường của công ty đường Agrada công ty đường lớn nhất của Áo đấy đây còn cái uh, ruộng này thì uh, năm trước trồng ngô ấy. năm nay thì người ta lại uh, trồng uh, bí này. đấy đấy Nói chung là nhà ở đây chủ yếu người ta cũng chỉ trồng mấy cái loại cây trồng phổ biến lúa mì lúa mạch ngô nghiếc đậu tương rồi hướng dương rồi củ cải đường rồi các loại bí biếc Đấy. hôm nay mình cũng xin tạm dừng cái video tại đây cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhá xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá